Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì đầu video mình xin chúc anh em có một ngày mới tốt lành và gặp nhiều may mắn nhé. Thì hôm nay quay trở lại với con hàng hơn bánh bao anh em à. Con hàng này là ID chính của mình luôn nha. Thì em nó đang trên núi Úc Đệ 50 tỷ anh em à. Nhưng mà hôm nay mình thấy là nó đủ thức ăn rồi á. Nên hôm nay mình sẽ đem nó xuống để mua hai quần hủy diệt nha anh em. Nếu mà cao thì mình chỉ cần mua một quần thôi nhá nè, kiểu nhà nghèo không có tiền thôi em à. Thì để mình mặc set thần vào đã. Thì có anh em nào chưa mua đồ hủy diệt bao giờ thì để mình chỉ anh em luôn, là anh em phải mặc full set thần anh em mới lên gặp Bill nói chuyện được nha, và kiểu x99 đồ ăn anh em. Điệp mạng đúng này, tất cả đều đúng 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 đúng, hợp lý. Đây là x99 đồ ăn anh em lấy ra mình mua thôi, mà để mình mua một cái trước kìa. Đây ở đây mình chuẩn bị vàng rồi nhá. Thì bên cun bây giờ cũng rơi nhiều đồ mấy anh em, mà mình treo có chắc chưa tới 15 ngày nữa mà nó rớt quá trời luôn. Trong này có gì không, có gì hên hên không nè. Buồn mẹ, lấy cái buồn mẹ cho nó hên anh em. Đến KO thì quần này mà quần này mà tầm trên 100 bao nhiêu ca là mình lấy chơi luôn nhỉ anh em. Quần trái đất cao chưa, 104 ca, nhưng mà mình quần xây da có 96 ca này, mà 1 tỷ. Ai, 1 tỷ. Ê, tính mua nhầm là chết đấy. Con này 96 kHp, nó mà để trên 100 mấy k là mình sẽ để chơi nhá nè. À, hồi hộp quá nè. 1 tỷ này cũng 100 ngàn đó anh em, sinh viên lấy tiền đâu. Đây, ok luôn, mình nặn nhá anh em, đừng có manh động. Nếu mà 0% là mình bán vào shop luôn nha anh em. À, chơi game biết bao nhiêu năm rồi. Hồi hộp quá anh em à. 100k ra đi. Đây rồi. Mấy số đây nè. Ôi giời ơi, 5 số rồi. Đây là 99k. Mình vào 100k, trên 100k để lại mà nó 99k. Để mình xính xem quần này là bao nhiêu nha anh em. Thì ở đây là 99.000, 123. Đây, cấp 2 sẽ là mình cộng với số 4 số đầu nha anh em. 108.900. Rồi tiếp theo cấp 3 là cộng với 4 số đầu nha anh em. 90, 5 số đầu chứ, là sẽ thành 119k 790. Ok. Rồi mình sẽ cộng với, tiếp tục là cộng với 4 số đầu nha anh em. 79. Cấp 4 sẽ là 131k 769. Không biết mình tính đúng không anh em, nhưng mà nó HP này thấp quá. Ôi, HP này lại phải phí shop rồi. Thôi tự để mình không biết mình tính đúng không nữa, nhưng mà chắc đúng á, để mình giao dịch thêm rồi mình lấy thêm một cái quần nữa anh em à. Khu 1 để mình lấy hạt phụ qua khu 1. Thì dạo này mình ra nhiều clip cho anh em xem hơn á, anh em nhớ đăng ký kênh để mình có động lực ra clip hơn nha. Cái này là mới sáng bay 200.000. Ok luôn. Này khiên 55% cho anh em, tiềm năng giáp mắc giáp luôn này. Con này mà
Hôm mới mình sẽ cầm này đi sandbox cho anh em xem đó. Nếu mà được anh em ủng hộ nhiều á, mình sẽ đầu tư đồ 5-6 sao đi sandbox cho anh em xem đó. Đến KO. Ê, mình chưa lấy đồ ăn anh em à. Lấy mì ly. Quên rồi chứ. Thì anh em có nhu cầu mua ạc á, thì anh em cứ, hay là bán ạc á, em cứ inbox Facebook hoặc là ở dưới đường link mô tả nhé anh em. Anh em cứ inbox vào là mình sẽ rep anh em thôi. Còn về độ uy tín thì anh em nhìn cái kênh này là nó từ năm bao nhiêu rồi á. Không thì anh em đăng lên group nào CR3 thì cũng hỏi mình thì cũng ra anh em. Tại vì mình làm trên group nhiều á. Đây, 99 mili. Nói chuyện nha anh em. À, hay là mình mua găng hủy diệt à. Thôi, mua quần thôi. Bấm nhầm là anh kích. Có cái cải trang gì mặc cho nó vip hơn nha. Nói chuyện. Ok. Ê. Lắc rồi. Một. Ê. Mình tưởng mua nhầm chứ. Mua nhầm là bay 100 ngàn á. Clip 200 ngàn. Áo hủy diệt không phải. Xúc xích. Không phải. À, quân hủy diệt 5 số. Đây ạ. Mày lừa bố mày. Không phần trăm anh em ạ. Mình nói nó đen. Hay là mình làm thêm cái nữa nhờ nè. Mình làm thêm một cái nữa. Mình để mình xem bán cái quần này được bao nhiêu tiền nha anh em. À, bây giờ mình sẽ, nếu mà mình bán cái quần này, ôi trời ơi, là sáng giờ mua 2 tỷ, bán hai quần này được là 500 triệu. Thế là mình bay màu. Bay màu là 1 tỷ 5. Buồn quá anh em à. Thôi để mình xúc thêm cái nữa cho màu. Nếu mà cái này không ra nữa chắc mình chơi cái 99k kia luôn quá anh em à. Không mình mua quần thần luôn, cay vãi. Bảo là trên 100k là chơi mà nó cho toàn 99k thôi. Áo hủy diệt này bán được nhiêu vậy ta? Cái áo hủy diệt này mình để mặc chơi thế nào? 200 triệu. Ôi trời ơi, nó lỗ. Hồi nãy mình mua cái kia hình như có cái quần hủy diệt là hình như có 1 tỷ lận. Ừ, 1 tỷ lận. Vậy là bán lỗ gấp 4. Lỗ là bán lại là nhận 1 phần 4. Sinh viên nghèo quá không có điều kiện mua nhiều anh em. Nay làm ba cái ha. Thì bên mình cũng có bán vàng, bán ngọc nha anh em. Hiện tại thì anh em cứ muốn mua thì inbox qua Facebook hoặc là Zalo mình nhá. Để dưới phần mô tả anh em đừng có nghe mấy thằng trên kênh thế giới nó chat nha. Mấy thằng đó là mấy thằng lừa đảo anh em à. Nó lấy cái uy tín của mình đi lừa đảo. 500 triệu nữa. Ôi trời ơi. Thật là đau lòng anh em à. À, mình lấy đồ ăn hả? Hôm nay thì 2K4 thi anh em. Chắc mình đăng clip là chắc ít cũng ít người xem. Sushi đấy ha. Sushi. Đau ví quá nè. 300 ngàn này mình ăn cũng phải được cả phải hơn tuần đấy. Nhưng mà làm clip cho anh em xem chị. Sau này mình có làm mấy cái hành trình kia anh em nhớ ủng hộ nhé. Quần hủy diệt mua 1 tỷ. Đây. Sushi. Nó nằm ở ô sushi để tụi mình nặn luôn nha anh em. Tiếp tục 1 tỷ vàng. Ra đi. Nặn nào. Nín thở nặn anh em à. Quần hủy diệt 5 số nào. Như đây nè. 5 số với coi. Buồn vãi anh em à. Có 4 số à. Ê. 0% à. Ôi.
Thôi 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 thôi, kiểu này chết rồi. Buồn vãi thế mà. À, 300 ngàn ra đi. Không biết nói gì luôn anh em à. Buồn quá. Con này chắc là cũng bị hành giống như là mấy con của mấy ông YouTube kia rồi. Kiểu như anh em mua nhiều quần quá, nó kiểu nó phế. Thì anh em nào kiểu như biết tính cái mà quần này thì comment giữ cho mình với nha. Cái quần này thì mình hình như mở ra 104k nè anh em. Quần này ok nè, kiểu như lên cấp 6 là nó cũng cao lắm á. Thì bây giờ có ra đá bảo vệ cũng không có quan trọng nữa. Giờ mình bán ba quần này là không mua được cái quần nào nữa anh em à. Thôi để clip sau mình đầu tư cho anh em xem nha. Thì anh em có thấy cái kiểu clip của mình có ý nghĩa thì anh em nhớ cho mình một đăng ký kênh và một bình luận nha. Thì nếu mà video này được tầm 200 like á, là mình sẽ tổ chức cái giveaway cho anh em á, giống như là mấy kênh khác á. Thì giveaway cho anh em là mình sẽ lấy ví hoặc là qua cạc nha anh em, tại vì mình là không có đủ chỉ 10 server cho anh em tham gia. Cái nặc này khi năng lượng 50% anh em. Con số quá đẹp. Thì tạm biệt anh em nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.